Bình An, bài số sinh viên 1816-138. Hôm nay sẽ đến với bài tập 6. Cho vi điều khiển PIC-16F887 kết nối với LCD và một nút nhấn Start. Hàng 1 của LCD hiển thị họ tên sinh viên. Hàng 2 của LCD hiển thị hai dấu cuối mã số sinh viên. Khi nhấn nút Start thì hai dấu cuối mã số sinh viên sẽ đếm lên 99 và đặt lại đúng hai số cuối đó. Trước khi đếm, nhấn nút Start thì đếm lại. Ta sẽ đến với lưu đồ giải thuật. Đầu tiên, ta sẽ đi khai báo thư viện, biến cấu hình các chân. Sau đó là bắt đầu hiển thị họ tên ở hàng 1 của con led. Lúc này, ta sẽ gắn biến đếm bằng hai số cuối mã số sinh viên. Cụ thể đây là mã số sinh viên của em là hai số cuối là 38. Là đếm sẽ bằng 38. Thì hai số cuối mã số sinh viên ở hàng 2 của đây. Sau đó sẽ là nút nhấn, kiểm tra nút nhấn có nhấn Start có nhấn hay không. Nếu nút nhấn Start được nhấn thì hai số cuối mã số sinh viên sẽ đếm lên 99. Sau đó đặt lại về đếm biến đếm bằng 38 như ban đầu. Và nếu nút nhấn Start không được nhấn thì cũng quay về từ đầu với biến đếm bằng 38. Sau đó là kết thúc. Đây là lưu đồ giải thuật. Chúng ta sẽ đến với mặt mô phỏng. Đầu tiên là con vít 16F887. Đây là nút nhấn reset. Đây là thả đăng. Và đây là nút nhấn start kết nối với một con điện trở. Và đây là màn hình hiển thị LCD với các chân VNS sẽ được nối mát và VDD sẽ nối nguồn. Ba chân reset, quick drive và end up sẽ nối vào lần lượt vào RE0, RE1 và RE2. Bốn chân dữ liệu sử dụng bốn chân dữ liệu là D4, D5, D6, D7 kết nối lần lượt vào RD4, RD5, RD6, RD7. Đây là mạch mô phỏng. Chúng ta sẽ đến với phần code. Đầu tiên sẽ là cũng như những chương trình code bình thường thì sẽ có khai báo thư viện và tần số cao delay 2020 và định nghĩa các chân chân LCD. Nắp sẽ là chân E2, reset sẽ là chân E0, withdraw sẽ là chân E1, các chân dữ liệu data 4 đến data 7 sẽ là chân D4 đến D7, chân reset sẽ là chân E3 và nút nhấn start sẽ là chân B0. Và đây là thư viện LCD. Đầu tiên ta sẽ khai báo biến đếm lên size int 8 đến và bắt đầu chương trình thì chúng ta sẽ lại xét chích các ngõ vào như bọc D, bọc E và bọc B. Đây là câu lệnh khi mà bắt đầu làm việc với LCD thì chúng ta sẽ có câu lệnh này, bắt buộc phải có câu lệnh này. LCD có cưới thì 31 chúng ta sẽ lùi hàng 1 vào vị trí thứ 3 để hiển thị tên LCD Pussy lên sàn. Nếu những tên nào ngắn hơn hoặc dài hơn thì sẽ điều chỉnh cái ít này phù hợp. Từ đầu chúng ta sẽ gắn biến đếm bằng 38, sau đó là lùi vào lùi ở hàng 2 ở vị trí thứ 8 để hiển thị hai con số luôn nằm ở giữa. Chúng ta sẽ hiển thị hai con số mã số hai số cuối mã số sinh viên vào hàng 2. Đây là câu lệnh printf LCD Pussy 120U. Lúc này chúng ta sẽ kiểm tra nút nhấn start có được nhấn hay không, và đây là phần chống dấu nút nhấn start delay, sau đó kiểm tra lại có được nhấn hay không. Chúng ta sẽ thực hiện một vòng lặp
đếm lại đếm nhỏ hơn 100 nó tăng đến một đơn vị. Lúc này ta sẽ hiển thị lên AI của LCD là cái phần con viên đếm này chạy FC trong hai u đếm và chúng ta sẽ delay ở đây chúng ta delay 250 giây và sau đó là quay về từ đầu kết thúc chương trình. Mình sẽ tiến hành là mất file rồi check sau đó cầm lên phần mình chương trình không báo lỗi, chúng ta có thể nạp vào BSC. Sẽ tiến hành chạy. Đây, 21 sẽ là Lê Đình Sang và hệ thứ hai sẽ là hai số cuối và số sinh viên. Nếu chúng ta nhấn Start thì hai số cuối sẽ đếm lên 99. Sau khi đếm tới 99 thì nó sẽ đặt lại về 38 như ban đầu và nếu nó nhấn tiếp thì nó sẽ tiếp tục chạy như vậy.